Chúng kia xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách là khi những cái cây hoa giấy to này, nó mình nuôi cho nó bật mầm mạnh ra là mình sẽ làm gì với nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người và chia sẻ cho mọi người cái cách gò tàn, cũng như là để làm sao mà tại sao giải thích cho mọi người tại sao mình lại phải gò như này. Thì các bạn để ý nhé, ở đây thì cái cây hoa giấy thì nó đang bật mầm như này, bật rất là mạnh. Khi mà mình nuôi tàn thì mình sẽ để cho nó tự nhiên như này, mình sẽ không để ý gì đến nó. Sau một thời gian thì cái cành này bắt đầu nó cứng dần này, thì lúc bấy giờ cành cứng và cái độ dài của nó dài đến một cái tầm nhất định nào đấy thì mình thấy là mình sẽ phải gò nó vào. Thì ở đây là cái cây mà mình đang gò dở đây này. Mình sẽ quay sát để cho mọi người xem cái cách gò. Và hôm nay mình sẽ chủ yếu nói về cái gò tán, cũng như là làm cho nó sạch cái tán để cho nó đẹp đấy nhé. Còn các bạn nhìn ở đây này, cái cách làm khung dàn thì ở đây là mình đã làm sẵn rồi. Đây là mình cắm một cái cọc này, sau đó thì tạo ra nó một cái khung. Thì lúc bấy giờ mình sẽ bắt các cái thay của cái hoa giấy này này vào cái khung đấy, thì nó sẽ có một cái khuôn khổ rồi, nên là cái tán của nó sẽ cân đối. Thì cho dù những người mà chuyên làm cũng như là những người mà chưa bao giờ gò tán cũng có thể gò đẹp được. Nếu người chuyên rồi thì người ta sẽ gò nhanh hơn và cái đường chạy của cái cây nó sẽ đẹp hơn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người về cái phần gò. Về cái phần gò thì các bạn để ý nhé. Khi mà cái cây như thế này này, nó ra rất nhiều các cái cành con, và nó sẽ mọc không theo một cái định hướng gì cả. Nên là khi mà các bạn gò thì các bạn nên tải các cành ra cho đúng cái hướng của các bạn. Cái cành này. Và các bạn để ý cái phần chia cành nhé. Chia cành làm sao mà để cho khi mà làm xong thì tất cả những cái tán này nó đều nhau. Và cái chỗ mà thiếu thì mình sẽ bù những cái cành dài. Những cái cành dài này, ví dụ trên ngọn này, nếu mà thiếu ở trên ngọn này thì mình sẽ bù một cái cành dài vào. Mình sẽ quay và hướng dẫn cho mọi người rất là kỹ nhé. Rất mong là mọi người sẽ tạo được cái giá trị cho mọi người về cái video này. Đấy, những cái cành mà rủ dài như này này thì thường mình sẽ lại bắt ngược lên. Về cái việc dùng cái dây ấy, thì các bạn có thể dùng dây thít này. Dây thít này là nó tiện dụng hơn. Còn các bạn có thể dùng các cái loại dây như là dây buộc khác, bình thường khác. Thì bình thường mình sẽ dùng dây thít. Sẽ phân tích thêm cho mọi người là tại sao mà mình lại phải vít cành như thế này. Thì các bạn để ý ở đây nhé, các bạn để ý ở những cái cành này vào trong, những cái cành này bao giờ cũng thế. Nếu mà các bạn để cho nó dài như này thì nó sẽ vươn rất là nhanh, nhưng mà các bạn vít nó xuống như này. Khi mà vít thì các bạn để ý cái mặt lá này vẫn phải hướng ra ngoài nhé, chứ không thì nó sẽ bị lật ngược lá.
đây là những cái chi tiết mà ít người để ý đến á, và chỉ có những người có kinh nghiệm người ta làm người ta mới tự biết thôi. Đó, thì khi viết như này thì nó có mấy cái hay đấy, là một là tạo được một cái khung nó lì ở đây này, thì cái khung của nó sẽ căng. Cái thứ hai là nếu mà các bạn viết nó xuống thì cái cành này nó sẽ tức này, và những cái mắt ở bên cành này nó sẽ bật mầm, và khi nó bật mầm những cái mầm nhỏ nhỏ này thì nó sẽ ra hoa. Đây này, các bạn nhìn ở đây nó ra lụ hết rồi. Đấy, thì những cái cành nhỏ này thì nó mới ra hoa nhé, còn những cành to quá thì nó sẽ không ra được cái hoa nhiều và cái số lượng hoa đó. Thường những cành to thì thường nó sẽ rông, nó ít ra hoa. Đấy là cái lý do mà tại sao mà mình nuôi dài nó ra, để tạo ra cái nguyên liệu, để tạo ra cái tàn cho nó dày tàn. Và cái thứ hai nữa là vít vào xong là chỉ khoảng độ tầm 10 ngày đến 15 ngày sau thôi, là các bạn sẽ thấy là tất cả ở đây nó bật nụ và bật hoa. Thấp nhất là 20 ngày thì nó sẽ cái tàn của mình nó sẽ ra rất là nhiều hoa. Thì khi mà ra hoa thì mình sẽ quay để cho mọi người ngắm xem là cái hiệu quả của nó thế nào nhé. Cái nguyên tắc của việc làm tàn này thì các bạn cứ chỉ cần để ý là chỗ nó thiếu thì mình bù cho nó một cái khác thôi. Chẳng hạn như chỗ này này nó đang bị rỗng này, mình bù cho một cành. Rất là mong muốn là mọi người xem video, mình sẽ tạo được một hai cái giá trị nho nhỏ cho mọi người từ cái việc mà mọi người xem cái video của mình. Những cái này thì có thể có rất nhiều người đã biết rồi, và có rất nhiều người chưa biết, thì mình cũng mong muốn là các bạn mà chưa biết thì có thể chia sẻ cho mọi người. Nếu mà thấy video nó có giá trị thì các bạn có thể chia sẻ cho mọi người, bạn bè hay là người thân, để mọi người ta cùng xem, để tìm hiểu để làm sao mà cho cái cây của mình tốt nhất, và mình chơi cây nó đúng với cái mong muốn của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Chút nữa mình làm xong thì mình sẽ quay một lượt lại cho mọi người cái sản phẩm mà mình đã gò lại mọi người nhé. Thank you.